Ở ngày thi đấu đầu tiên, lực sĩ Lê Văn Công bước vào tranh tài hạng cân dưới 49kg. Vượt qua các đối thủ, ngay trong lần cử đầu tiên, Lê Văn Công đã hoàn thành mức tạ 175kg, vươn lên vị trí dẫn đầu. Tuy nhiên, ở lần cử thứ hai, Lê Văn Công đã không thành công với trọng lượng tạ 179kg, để cho lực sĩ Quarada Omar của Jordan vươn lên đứng đầu. Sự căng thẳng, hồi hộp và kịch tính được phân định ở lần cử thứ ba và cũng là lần cử cuối cùng khi cả hai nhà vô địch thế giới đều đăng ký mức tạ 181kg. Trong khi Quarada Omar thất bại, thì Lê Văn Công lại bất ngờ tỏa sáng ở thời điểm quan trọng nhất để giành tấm huy chương vàng và thiết lập thêm một kỷ lục Paralympic. Không chỉ là tấm huy chương đầu tiên trong lịch sử các kỳ tham dự Paralympic, đây còn là tấm huy chương vàng mà thể thao người khuyết tật Việt Nam đã trông đợi suốt 20 năm qua. Mình bị lỗi ở ngực, nó đẩy lên hơi nhanh nên là bị, nhưng mình lần thứ ba thì bản thân tôi rất là tự tin để làm được thì tăng thêm mức tạ 2kg, bản thân tôi rất là tự tin để hoàn thành được cái phần thi của mình thật tốt. Sau khi đã giành được tấm huy chương vàng, lực sĩ 32 tuổi của Việt Nam tiếp tục đăng ký mức tạ cao hơn 183kg để cố gắng phá sâu kỷ lục Paralympic, đồng thời phá luôn kỷ lục vô địch thế giới do chính anh là người đang nắm giữ. Với tâm lý khá thoải mái, tự tin, nhà đương kim vô địch thế giới Lê Văn Công đã có một ngày thi đấu quá xuất sắc khi vượt qua mức tạ 183kg một cách khá dễ dàng, thiết lập cùng một lúc hai kỷ lục thế giới và Paralympic. Toàn bộ khán giả đã cổ vũ và vỗ tay không ngớt với màn trình diễn quá ấn tượng của lực sĩ cờ tạ khuyết tật Việt Nam. Lần thứ hai tham dự Paralympic và Lê Văn Công chúng ta đã xuất sắc giành huy chương vàng, phá kỷ lục thế giới cũng như Paralympic ở hạng cân dưới 49kg, mang về tấm huy chương vàng đầu tiên trong lịch sử các kỳ Paralympic của Hiệp hội Thể thao khuyết tật Việt Nam. Cảm giác của Công lúc này như thế nào? Bản thân tôi rất là vui vì mình là người đầu tiên giành được, không chỉ giành được tấm huy chương vàng mà còn phá được kỷ lục của đại hội. Ở đây tôi cũng xin cảm ơn tất cả anh chị em trong đội đã quan tâm cũng như cổ vũ tinh thần cho tôi. Đó là điều rất lớn để tôi có thêm động lực để đạt được cái thành tích như hôm nay. Kể từ khi hội nhập cùng thể thao Paralympic chính thức vào năm 2000, Lê Văn Công đã giải tỏa cơn khát huy chương và cho thể thao người khuyết tật Việt Nam mang vinh quang về cho đất nước. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì đây là niềm mong ước rất đầu của chúng tôi. Và là không những đập huy chương vàng để phá kỷ lục thế giới, đây là một điều rất đặc biệt cho Paralympic Việt Nam. Và tôi nghĩ rằng là tiếp theo đây, những ngày sau thì các vận động viên Việt Nam sẽ cố gắng đạt được nhiều huy chương hơn. Em thấy rất là vinh hạnh cho đoàn thể thao Việt Nam, một tấm huy chương vàng phá kỷ lục thế giới của Paralympic, thì cái đó là cũng là một cái bước để cho em có niềm tin ngày mai em thi. Lê Văn Công tới ngày này phép cái lục của Paralympic thì rất vui và phấn khởi để cái sự phấn đấu thành tích tốt nhất cho Việt Nam.